Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Đồng Văn Tùng và đến với giáo án của idol tớ hận cậu ở series bình luận ranh đồng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giáo án Azir thu thập hắc ám đi ở vai trò hỗ trợ để xem idol sẽ thể giáo này như thế nào nha. Let's go. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với giáo án Azir, phân chia tiếng cười của idol tớ hận cậu. Vừa vào thì Nelly đã chat ôn đó là gà rồi, đó là người chơi đi rừng em anh em bánh bao 2006, một tài năng trẻ 2k6 chăng. Bên phía bên kia Son đã chat ôn lên rồi, dám cấm Yasuo của tao, đang có một tình huống đối đầu cùng với anh em bánh bao 2k6 và đã có một tiếng va chạm rất căng diễn ra rồi. Cắm mắt ra cắn luôn từ Nidalee đánh tay các kiểu. Nidalee đã chat ôn lên gà, vừa PK vừa chat ôn là thằng nào cấm Yasuo của tao. Son đã cay rồi, tốc biến từ Gwen bắt trượt và đó là một tiếng đổi tốc biến đến từ cả hai người chơi mà thôi. Tớ hận cậu đến với tiếng W cấp độ 1, xỉa và xỉa để đối phương có thể rút lui, bảo kê cho vị trí của anh em bánh bao 2k6 rút lui. Catlin cũng đã có mặt rồi, tại cơ mà đã xuất hiện và đã đánh nhau rất mạnh ở cấp độ 1 rồi. Son cấp 1 đánh nhau cũng không có nhiều tác dụng lắm. Lee Sin đặt tên cho mình đó là cướp bóc, đó là người chơi đi rừng phía team 1. Khu đường trên đó là kèo đấu giữa Malphite của FK cùng với đó là vị trí của Tranh Hùng Nam 2023. Sóng âm vội cước vào tớt, có tốc biến chạy được với tốc hành. Lee Sin đang có đi tốc biến dứt điểm tớt cậu nhưng mà Kenny bắn quá đau. Son lao lên phá quy. Lee Sin tìm kiếm cú sóng âm sắp được hồi lại của mình và liệu rằng có tốc biến qua sóng âm hay không, cắm mắt qua. Đứng nhìn một lúc thì bị Kenny bắn quá đau rồi. Đã có một tiếng di chuyển ra đến từ rất đông thành viên của cả hai team nhưng mà không ai chết trong tình huống này. PK là cực kỳ căng và đã có một tiếng di chuyển đến từ các thành viên bên phía của team tớ hận cậu. Lee Sin đang đứng trên tầm nhìn, một quy, một lao. Ôi lao xịt à. Rất tiếc cho team tớ hận cậu trong tình huống này. À, không về farm đường, không đi ăn rừng hay cái gì đi mấy bro? Lính đường hay là rừng hay là... Hai rừng đều yếu máu mà không ăn rừng được rồi. Nidalee sẽ solo con bùa xanh này, solo có được hay là không đây? Bên phía bên kia Lee Sin cũng không thể nào ăn rừng được với ngưỡng máu như này cả. Đường trên thì thôi bỏ đi, đường giữa cũng vậy, tương tự là như vậy. Hai người chơi giữa sẽ thi farm với nhau và Catlin vào thẳng rừng đối phương đấm Lee Sin rồi. Một quy xịt đến từ Catlin, bắn tay tốc biến mất sai rồi. Ôi rồi ôi, Lee Sin tốc biến đi mà tại cơ mà sẽ phải nằm xuống trong tình huống này mà thôi. Chiến công đầu dành cho vị trí của Gwen và Lee Sin máu me như này, ăn rừng kiểu gì. Nida cũng không ăn được rừng rồi, Nida mất trừng phạt không ăn được blue rồi anh em ơi. Ở một game đấu như bao game đấu khác ở tại ranh đồng của tớ hận cậu, ranh đồng nó là như vậy anh em ạ. Đánh nhau sớm và Catlin rất đen khi mà thiếu một hit đánh là Lee Sin đã xúc xót với một chấm máu rồi, ăn rừng với sự hỗ trợ tới từ Gwen và trừng phạt giúp Lee Sin có được con bùa đỏ ha. Thôi thì thằng AD chết thì để tôi farm vậy, tớ hận cậu sẽ farm để gánh cái team này. Mất hai spell rồi nhưng mà Chitana thì cũng không dám đánh một cách quá là hổ báo. Một mạng sớm dành cho người chơi hỗ trợ bên phía của team 1. Nida lúc này đã hồi máu, sau đó thì đi ra solo rừng nhìn có vẻ là khá chật vật, trừng phạt sắp hồi lại rồi. Trong khi đó khu vực đứng dưới lúc này tớ hận cậu cũng đang là cực kỳ lâu máu ạ. Catlin đi ra, Chitana level 2 và lát hit trừ con xe rồi. Cấp độ 2 có cho tớ hận cậu và có lại một ngưỡng máu. Swain lao lên với tiếng bắt E trúng, giật E về ngay lập tức. Chitana level 2 nâng cho mình đó là đúp E, và đúp E là có đúp lên hay không? Không dám đúp lên, bị mất số từ thằng ám và lên vào đếm số. Catlin là người có mạng. Tớ hận cậu đã đóng góp sát thương cực kỳ nhiều chú vừa rồi, và Chitana thậm chí còn không dùng spell trong tình huống mà bị thêm đảo đếm số như vừa rồi. Không kịp dùng spell vì áp lực đã là quá lớn, đánh với tớ hận cậu chắc là cũng hơi run tay. Swain đã ping liên tục vào cái hồi máu của Chitana rồi. Đứng trên thì là một kèo mà hai người chơi đứng trên đang thi farm và đó là một tiếng đứt quy xịt tới từ tớ hận cậu. Dính E của Square nhưng giật tao về thì mày đi rồi. Giật tao về, mày giật tao về làm cái gì đây? Dăm ba cái thằng quạ rách là nhưng mà thôi. Kill, đâm vào kill, xỉa quy đó anh em ơi, xỉa quy. Quá đen với một chấm máu. Thằng này số đỏ thế nhờ. Đứng trên dây lao vào all in nhưng mà thiêu đốt thì chưa dùng. Dây đang ép cho Malphite, có lẽ sẽ phải dùng Tele từ sớm mà thôi. Một game đấu có vẻ như vận may chưa mỉm cười dành cho cặp đôi đứng dưới bên phía của team idol. Lee Sin di chuyển vào đánh hoa soi sáng cấp độ 2 sau khi ăn xong 3 bãi. Quả level 2 này thì đánh với level 3 kiểu gì. Đặt đứt Lee phát hiện ra Lee Sin. Lee Sin đứng im dính cháp, sau đó thì sóng âm vào. Trừng phạt còn đến từ Lee Sin, trong khi đó Nida thì không còn trừng phạt nữa. Nida đang ăn rừng và đó là một tình huống mà đứng dưới Catlin đã bị solo kill bởi vị trí của Chitana trong một pha bấm B về hớ hênh và idol đã không thể cover nổi. Giờ chưa. Thế này máu me thế này mà đứng lại. Ôi rồi tốc biến lên bắn luôn hay như nào đấy. Tốc biến lên bắn luôn đến từ Chitana của khói á. Nida đang kéo con bùa đỏ của mình ra để có thể hồi phục lại cái trừng phạt.
nhằm giữ lại con bùa đỏ này. Sóng âm vồn cước vào trừng phạt. Lee Sin dính hôn gió rồi, bị và rất đau và không còn kỹ năng để giết người nữa. Hộ thể chạy từ Lee Sin, Manfi không vào trên tình huống này. Nida vẫn đang đứt theo, tốc biến từ Ahri. Sóng âm vồn cước trước khi lên bảng từ Lee Sin mà thôi. Một con bùa đỏ phải trả giá quá đắt. Còn đứng trên thì Zay có định đổi mạng hay là chăng đây? Tốc biến vào, tốc biến tại chỗ từ Zay á. Ôi giời, tốc biến cái gì đấy bro? Cướp cực cờ. Nida đã chặn ô như thế rồi. Còn tớ hận cậu sau khi AD lên bảng thì không biết phải làm cái gì ở đây. Thôi thì farm luôn để mà carry game này vậy. Nước mắt nữ thần được mua ha. Kathleen di chuyển ra và vẫn kịp để đón con xe. Swain có một pha bắt e trúng tớ hận cậu với bọc thuốc súng nổ trúng cả hai người luôn ạ. Chấp Zamba cái bọc thuốc súng, ăn thua gì. Nida lại tranh thủ khoảng thời gian này cướp rừng của Lee Sin. Lee Sin trong quá trình di chuyển ra thì lại ăn cho mình đó là bãi sói trước. Và bị cướp hết cả cóc các thứ rồi. Đứng giữa thì kèo này Ahri đã chủ động di chuyển khi mà Son quá yếu. Còn đứng dưới vẫn đang PK liên tục. Đây là khu vực đường mà Kathleen hiện tại đang chỉ farm được có 12 CS mà thôi. Lính dưới trụ thì không farm, lại quyết định là PK. Bắn là rất đau đến từ Chitana. Kathleen cũng chẳng sức thương lại. Tớ hận cậu cũng xỉa là cực kỳ rát. Và đó là một tiếng giày đã chắc ô lên ganh cờ cờ. Nida lao ra cắn lính rồi. PK là cực kỳ khét đến từ cả hai team và Son lại đứng gồng phóng lao thêm vẫn xịt. Sau đó thì là một tiếng mất máu khá nhiều tới từ vị trí của anh em bánh bao hay này là 6. Và liệu rằng qua chết hay không đây, lao trúng đến từ vị trí của Nidali. Lee Sin mất đi nửa cây rồi. Di chuyển ra khu đường giữa đấy từ cả hai người chơi rừng để chia kinh nghiệm ạ. Son quyết định lao lên với cú đúp E, đúp Q các kiểu của mình. Đúp Q vừa rồi không có tác dụng gì cả. Và mất năng lượng cũng như mất máu là khá nhiều rồi. Lee Sin vẫn đang đứng AFK ở đây. Còn khu đường dưới lúc này thì Chitana đang cố gắng ăn lính trước những áp lực đến từ tớ hận cậu. Và sát thương là khá nhiều rồi. Lee Sin dính lao rồi. Lee Sin cút luôn trong chính bãi chim nhà mình. Rồi Kathleen đang có một tiếng bị bắt lại và tốc biến lên đến từ Swain hồi máu đẩy thiêu đốt vào. Bắn lưới 90 trước khi lên bảng và Chitana rút lui ra kịp với cú hồi máu. Swain lao lên tấn công tớ hận cậu dưới trụ và đang là một tiếng Nida có thể vòng xuống vét hai mạng. Hai cái mạng này mà không vét được nữa thì thôi. Hai cái mạng ngon như thế này mà không vét được nữa thì thôi. Tớ hận cậu đang đứng lại và cú đúp đến từ Swain đã trượt rồi. Tớ hận cậu đang đứng lại để bết và Nida lao đến với tiếng phóng lao xịt. Ôi dồi ôi, tốc biến lên cắn sát thương được là có đủ hay không đây. Chitana vẫn chạy đi được nhưng đó là bùa đỏ đốt đến từ vị trí của anh em bánh bao. Tốc biến không còn và Swain đang bị đánh tay làm chậm liên tục. Nấp sau lính để che lao có level 5, level 4 dành cho vị trí của Swain. Tốc hành được kích hoạt đến tớ hận cậu đúp lên em. Xỉa vào lính. Ok chưa? Ok chưa? Lee Sin xuống đây, mày xuống đây, mày xuống đây. Mày canh cái gì ở đây? Lee Sin còn tốc biến. Lee Sin có tốc biến mà không biết làm gì ở đây cả. Rách tới rách lui không làm được gì cả đến từ vị trí cướp bóc rồi. Tên làm sao được của chiến ba là vậy, cướp bóc rất rát. Nhưng mà sau đó thì phát hiện ra đối phương tốc biến lên quy hay như nào đấy, quy xịt rồi. Mày nghĩ tao sẽ để mày ulti ư? Mày nghĩ tao sẽ để mày ulti ư? Đó là tình huống chat ôn đến từ vị trí của Zay. Ulti cũng biết cũng đúng nữa. Lee Sin lại đám chat rồi. Sóng âm chúng là có thể có mạng. Sóng âm vội cướp vào đi, đã có đồng hồ ạ. Một pha bết rất sâu đến từ vị trí anh em bánh bao. Kathleen bắn quy trượt tulum tala rồi. Idol thì yếu máu quá phải đi về. Chitana nhảy thẳng lên bắn và sát thương liệu là có đủ hay không, nó là chưa đủ. Kathleen vẫn đứng lại để nhây dính sóng âm, dính vô hồi cước và tốc biến đến từ vị trí Kathleen đã được dùng rồi. Lee Sin nhấp nhả một hồi thì mất máu nhiều quá. Chitana đang bắn kích sẵn sàng tấn công, sát thương vẫn là chưa đủ. Nida xuống phóng lao lại xịt rồi và sau đó là một tiếng nên cân nhắc phải rút lui. Máu đã quá yếu đến từ cả hai răng gồ rồi. Khu đường giữa đang có một tiếng lao lên từ vị trí của Son được xì quý hết vào lính. Còn đứng trên lúc này thì Manfi vẫn đang đứng dình ở đây với cái tốc biến là chiều cuối. Nhưng mà tốc biến chưa có, tốc biến liệu rằng Zay có chết hay không đấy ạ. Zay đã cho là mày nghĩ tao sẽ để mày ulti ư? Đứng giữ vị trí là cực kỳ tốt nhưng mất hết cả lính rồi. Bấm B về kiểu này dễ bị hút lòi phèo lắm bạn ơi. Đứng giữa thì Son lao lên phà liên tục. Đánh Ahri để bị solo kill. Lee Sin đang ăn bùa đỏ và đó là một tiếng Lee Sin lại chết trong rừng nhà mình rồi. Tên là cướp bóc nhưng mà lại bị cướp bóc và Nida đã 6-0 chưa về nhà mua đồ ạ. Vãi nổi ạ. Nida chưa về nhà mua đồ ấy, ngày 3.000 tiền vẫn chưa về ạ. Một tiếng đứng cực kỳ trì đến từ bánh bao và cặp mắt sang nhưng mà đối phương đang cướp bùa đỏ. Không có trừng phạt đến từ bánh bao rồi. Bánh bao quả này có trừng báo nha. Con báo này phóng lao ăn được bùa đỏ. Ui, lại cắt tốc độ sớm thế. Ui, lại nhảy qua ăn bùa đỏ rất công kềnh đến từ vị trí của bánh bao và đó là một tiếng có được hồi máu để rút lui. Son đang bị dòng phà và dính lao nhưng mà Nida nhảy vào là có trừng chết nha. Có lá chắn vết rất tốt đến từ vị trí của Vinh Vũ 24. Tớ hận cậu cùng với lại Kathleen đang di chuyển ra. Đối phương đang ăn rồng ở trên tầm nhìn. Con rồng này nút có trôi hay không? Rừng thì không có, rồng rắn cái gì ở đây? Bị xỉa quá đau với những con linh cát của Idol. Và sau đó là pha lướt lên tớ hận cậu là tốc biến đánh rồng và sau đó thì kết liễu được. Chitana tung chiêu cuối ăn rồng, vui rồi. Chitana tung chiêu cuối và rồng bạn ơi. Không hiểu kiểu gì. Không kịp phân chia thiên hạ ở level 6 khi mà đối phương lao ra và dứt điểm bạn tớ hận cậu đã chát Lee Sin vội cước vào. Và sau đó Ahri xuất hiện với cú phi hồ của mình hộ thể thì Lee Sin nhìn rất là cồng kềnh. Và sau đó là một tiếng lao lên từ Ahri phi hồ lần cuối cọt tốc biến đập mặt vào tường. Và sau đó thì lê gà vậy đến từ vị trí của Nidali và sóng ngâm xuống rồng đến từ Lee Sin. Vội cước xuống hay là không đấy? Không vội cước xuống được rồi. Kathleen thì đang quáng giữ cho mình con rồng nguyên tố. Và pha này rồng phà cả con mắt kiểm soát ra ngoài hang rồng luôn, vãi cả nồi cái gì đấy.
sao con mắt này nó lại bị lòi ra ngoài, anh em lòi tại phòi đấy nhá. Mắt ở rách đồng các bạn ơi, đừng có mắt rách đồng, nó có khả năng di chuyển đấy anh em ơi. Gì thật sự. Ôi Nidalee sao đây, sao Nidalee nhìn tí hon thế này. What the fuck, rồi con Nidalee, Nidalee nhìn nó bản ta là phạt mình ấy. What the fuck gì đang diễn ra ở đây vậy? Game đấu ở rank đồng nó cũng có gì nó không đúng thì phải. Và đó là tiếng Ari lao lên hôn gió nhưng mà vẫn về được đến vị trí của Duper. Rồng thì đã mất vào tay của Nidalee rồi. Nidalee ăn xong con rồng này nhìn vẫn là kỳ tí hon. Ui cái gì thế này, cái gì đang diễn ra như này. Manfire vào thẳng đấm luôn vị trí của Zay và Zay còn thiếu đốt. Zay đẩy thiếu đốt và nó đứng đánh tay tay đôi tốc biến chạy rồi. Manfire đập mặt vào cầu sớm và lên bản đến số nhưng cánh dưới bản đồ thì team Idol đã vét được cái mạng vừa rồi đến từ ai đó. Đó là tiếng Chitara lao lên nhưng đúp E về đến từ Idol tới hận cậu. Và Chitara đâm lên hơi cao, không có W khi mà không kích được cái bóng phục súng full số. Lao phóng vào từ từ đi Dali hôn gió chuẩn xác và Siwe thì lên bảng. Tôi vẫn chưa thấy được pha chiêu cuối nào đến từ Idol cả, nhưng liệu rằng nó có phải là phân chia tiếng cười hay không thì chưa biết. Vừa rồi là một tình huống nhìn con Dali này buồn cười thế nhở. Lee xin xuống sóng ngâm vội cước vào và Idol tớt cậu lao lên để phân chia thiên hạ. Và đó là một tiếng Chitara tốc biến đi. Idol đang xỉa hồi máu từ Chitara. Team đâu hết rồi, team vẫn đang là tình huống như nhìn con xe vậy. Son lao lên phá hết Queen và lính và đó là tiếng Ari dứt điểm được Lee Sin. Sau đó thì Vinh Vũ 24 tốc biến đập mặt vào và lên bảng đếm số luôn. Double kill cho Son trước khi lên bảng. Lao phóng đến từ Nidalee nó lại trượt rồi. Cái gì đây, tự nhiên nhìn thấy cái gì thế này, chưa biết là tao dụ mày ulti à. Dày đã trâu như thế đéo có trình đâu bé. Chắc đâu rất căng đến từ vị trí của dây xe và sau đó thì là một cú ra đến từ vị trí của Siwen. Hôn gió chúng lao phóng vào là chết, chuyển dạng cắn luôn, mạng có dành cho vị trí của Ari. Sau đó thì mất máu quá nhiều. Nida lại phóng lao chúng lại nhảy vào dồn sát thương và sau đó đi ra được hay không? Đi ra vẫn kịp ạ. Con báo này có phải hơi xanh nghe mình luôn được sớm thế. Kệ mày, óc chó. Chưa biết là tao giúp mày ulti à, đến từ vị trí của dây và Manfa nó là kệ mày. Vấn đề gì cả, dây chắc đâu óc chó nhìn rất căng. Nhưng mà kèo này đánh một hồi Manfa nó không chết. Đây là con báo tí hòn này rồi. tuổi lờ đến từ vị trí của Nidalee. Mình nhìn con báo này nó nhập vào những con chim, nó không nhìn ra con báo này luôn. Tôi không hiểu lý do tại sao nó lại lỗi replay như thế này. Ao rừng ơi, ao rừng ơi. PK nhiều quá mọi người, nó teo đi luôn anh em ạ. Khổ thật sự, suy dinh dưỡng vãi. Mặc dù đang là một Nidalee rất xanh, cướp bóc thì đang bị cướp bóc liên tục trong khoảng thời gian vừa qua, fit tới mạng thứ 5 rồi. Trong khi đó thì đó là pha lao lên từ Swain tung e các kiểu. Tớ hận cậu đứng phía sau xỉa hỗ trợ một tí sát thương nhưng mà Chitana bắn cực kỳ đau. Tớ hận cậu không còn gì để chạy cả, bật tốc hành chạy một chiêu cuối đây đắp bung kill cho Chitana. À đây đánh dở thật sự một năm rồi ạ. Nhưng mà đang có con Ari với Lee Sin rất xanh đấy nha. Đứng trên thì Zay lúc này đang cố gắng đè nén vị trí của Malphite nhưng mà Malphite bắt đầu có trang bị chống chịu rồi. Mở cổng ra tốc cách người 5 km và sau đó thì bắn một quả cầu sấm, nó không có giá trị gì nhiều cả. Lee Sin đang kêu gọi Son ra để ăn cho một con sứ giả nhưng mà Nidalee đang đi ra và đó là một tiếng Nidalee đánh hạt thông đổ không qua tường. Hoa soi sáng là hơi trễ để phát hiện ra tiếng sứ giả đến từ đối phương. Ari đang xuống đường dưới để cứu cặp bot đang bị mất trụ và đó là một tiếng Ari có một cú chiêu cuối được hồi lại kịp. Và liệu rằng có đủ sát thương hay không để cắm mắt kiểm soát ra rất kỹ đến từ vị trí của Ari. Chitana và Swain còn chiêu cuối từ Swain thì mất máu quá nhiều và chết luôn đến từ Swain trước khi kích hoạt chiêu cuối phi hồ vào thẳng đến từ Ari. Chitana đang quăng kích cái bọc thuốc súng của mình để lấy W nhưng mà sau đó thì vẫn chết mà thôi. Tớ hận cậu có mạng thứ 3 của mình trong ván đấu này và đây là một game đấu mà Idol rõ ràng là xanh hơn so với thằng AD rồi. Đi ra đi đứng trên thì đang cố gắng rút lui sóng âm xịt tới từ Lee Sin. Và sau đó là Manfi vẫn đang đứng ở khu đứng trên với không thể cản phá. Zay mở cổng giao thông bắn cầu sấm các kiểu nhưng lúc này đã hết mana và đang đánh khá rén mặc dù đang có lợi thế. Lee Sin lên đứng trên, Nidalee di chuyển phay check và sau đó là một tiếng sóng âm. Nộ long cước từ Lee Sin vẫn còn, sau đó thì vô hình cước vào hay không đây ạ, mất máu quá nhiều từ Lee Sin rồi. Son đang đến hỗ trợ và tốc biến vào cắn Nidalee có mạng và sau đó thì vẫn rui ra được với 65 máu ạ. Son bị dính hôn gió, dính cầu đi cầu về, không dính lao nhưng sau đó thì dính băng trượng và Manfi đang vào lòi phèo con rồng rồi. Mày lá chắn với chúng tôi, mạng sắt đào cho vị trí của Nida. Đường dưới thì đó là một tiếng Swain lao lên 1-2 và có mạng của Caitlyn ạ. Vãi, Caitlyn mất máu nhiều thế. Caitlyn ăn trụ gì mất máu nhiều vậy ông? Thôi. Gì mất máu nhiều thế? Trước khi con Swain ra là đã mất tới nửa cây rồi. Và kiểu gì cũng lại dính e cho mà xem. Ui dồi ôi, cái này thì không cứu nổi là đúng rồi. Tớ hận cậu đã phải tung chiêu cuối để quăng rút lui trong tình huống bị Swain áp sát. Của Swain này xanh vãi. Nhưng không sao, cánh trên đang xanh anh em ơi. Đang có một cặp mít rừng là khá là ok. Và Idol cũng đang có một con Azir đang là 4.700 tiền. Giàu hơn là đây là chắc anh em ạ. Caitlyn này nghèo vãi. Ít nhất là Caitlyn vẫn còn giàu hơn Lee Sin. Caitlyn thì farm 2-3 CS này.
Team tao như 3 chấm đến từ vị trí của Aurelion Son đã chat ôn chửi đồng đội luôn rồi. Và cướp bóc lại một lần nữa, bị cướp bóc trong khu vực rừng bùa đỏ nhà mình với việc mất đi con bùa đỏ thứ N trong ván đấu này. Đầu ván đấu đến giờ không biết là Lee Sin gửi được bao nhiêu con bùa đỏ, chắc được con đầu thôi anh em. Bao nhiêu con phía sau Lina đã cướp hết. Farm thì đúng là rất tệ đến từ vị trí của Lee Sin. AD bên phía team Idol cũng chỉ farm được 26 so với 25 của Idol mà thôi. Và đây là tình huống cướp rừng nhưng mà bị đấm rất đau đến từ vị trí của Nidalee, mạng sát tao dành cho vị trí của Aurelion Son. Một pha đấm hơi sâu đến từ Nidalee và lại ôm 2.000 mấy tiền không chịu về đi. Đứng trên lúc này lại mở cổng gia tốc bắn cầu sấm từ xa ăn lính đến từ dây mà thôi. Malphite đã có sự chống chịu rất là trâu bò và lượng sát thương đến từ dây bắt đầu gặp khó. Malphite này mắc QQ thốn vãi. Khu vực giữa đối phương bắt đầu ôn in với con sứ giả rồi. Tớ hận cậu đang di chuyển ra hỗ trợ cho Ahri trong việc phòng ngự. Pha lao lên đến từ Ahri với phi hồ và chiêu cuối đến từ vị trí của Aurelion Son được đưa ra để ăn trụ. Trụ bắn vào Son phải là khá đau. Pha chui thẳng vào đến từ vị trí của Ahri và sau đó lên vào điểm số. Tớ hận cậu thì không có chiêu cuối, tốc biến đập mặt vào sứ giả. Sứ giả húc chết idol rồi. Cả mẹ nó. Team làm cái gì vậy? U là trời. Lee Sin lao lên sóng ngầm vội cước ép tốc biến và sau đó thì là một tình huống Nida ra phóng lao xịt ạ. Những cái thằng đang cầm tiền của team là những cái thằng đang đánh rất ngáo và đó là việc bách phát đánh chúng được che. Không đủ sát thương tới từ Kelly cho tướng vừa rồi và thực ra sát thương Kelly lúc này là quá hạn chế ấy. Xạ thủ gì farm ngang hỗ trợ này là chết dở rồi. Nhưng mà team idol vẫn đang hơn mạng nhá, hơn 2 mạng, tiền thì thua ít ít thôi, thua tầm 2-3 nghìn lật được, vấn đề gì. Chả qua là gặp thằng AD nó hơi gà thôi, còn gặp quả AD tí tí một tí là ngon ngay. Không sao, từ từ không sao, bồn cao sẽ khỏi. Bùa xanh được giữ lại đến từ Nidalee và rồng đang được sẵn sàng khởi động khi mà sự trở lại đến từ hận cậu mang lại một nguồn sát thương rất lớn với Luden. Và Kettle bắt đầu bắn rồng rồi. Lính có thì không farm, bắt đầu đi ăn rồng và lao đến từ Nidalee thì lại xịt. Chitana đứng lại bắn luôn, Nidalee lao vào vả, sức không đủ, bị Chitana one shot trong một pha chơi rất hổ báo. Và tớ hận cậu đang xuống sóng âm đi từ Lee Sin của cướp bóc lọt khe, tốc hành lên và sau đó là một tiếng xỉa đến từ idol tớ hận cậu. Phân chia hạ còn bị đá nộ long cước ra rồi. Kettle lao lên bắn nhưng sự còn không có, idol áp lực nhiều quá khiến cho cặp đôi phía bên kia đã hết máu đi về. Swain đi ra với chiêu cuối bão quạ, nhầm đó là một cái chiêu cuối hóa quỷ đúng hơn. Idol còn chiêu cuối, liệu rằng có tung chiêu cuối đẩy đối phương ra hay không. Tung chiêu cuối đẩy đối phương ra, né W cái nhẹ. Kettle thì không về đi kia, dở thế. Lại là cái thằng AD nó báo rồi. Thôi thì idol té trước vậy, một tiếng đúp e chạy đến từ idol và đã có cho mình trang bị hỗ trợ cắm mắt. Nhưng mà xạ thủ thì đã chết tới mạng thứ 7 rồi, chạy như KPI. Chịu đấy. Đứng trên thì Zay lúc này bắn cầu sấm không qua nổi lớp giáp nội tại của Malphite nữa. Đang ôm nó 1.000 tiền, cần phải về gấp thôi. Cánh dưới thì đối phương đã ăn rồng và Ahri đang đi ra. Phi hồ có, tốc biến có. Lee Sin vừa đạp chát mất máu khá nhiều rồi. Dính full combo từ Ahri và lên bảng. Son lao lên với tiếng đứt quỳ. Ahri vẫn có thể phi hồ ra được và đó là tiếng Nida ra vét con rồng này. Duper thì hết chiêu cuối. Tớ hận cậu vẫn đứng lại để bết xỉa cực kỳ đau đớn. Tớ hận cậu chỉ ta tốc biến bắn, tốc biến hôn gió các kiểu vẫn chết. Đó là sát thương đến từ bóng thuốc súng nổ. Nida lao vào sát thương là chưa đủ. Bách phát bách chúng chết. Mạng reset tiền sắt đao dành cho Kathleen của tại cơ mà. Còn idol thì hết máu đi về rồi. Bỏ rồng thôi anh em ơi. Rồng ping chấm hỏi liên tục đến từ vị trí của Ahri và khu vực hang rồng đối phương ăn rồng. Nhưng Kathleen lúc này đi ra còn cái gì để mà chơi đây. Kathleen bắn quy xịt vì Chitana êm vào. Chitana không có E vì đã có E nhảy thẳng lên rồi sát thương và chết luôn vị trí của Kathleen. Dẫm nhảy ngược trở lại để ăn rồng và Chitana đang bị treo vàng. 400 Ahri ping liên tục là như vậy rồi. Đường trên thì dây lúc này đã hết máu, hết mana, phải đi về thôi. Tốc con Malphite này bao giờ mới chết. Malphite vẫn đang đứng lát hit ạ. Đẩy đường đi bro. Đẩy đường vào, ăn giáp trụ hay cái gì đi. Đứng lát hit tay kia, tiết kiệm mana. Thôi được rồi, con Malphite này tanh nên là hồi đánh cũng được. Lee Sin đã bị disconnect rồi. 27 Lee Sin và vừa rồi đã bị mẹ ganh nên là tạm thời disconnect, không biết con reconnect lại không. Trong khi đó thì team idol lúc này đang thua tầm 4.000 tiền. Và cuối cùng thì Kathleen cũng đã có cho mình một cái móc diệt thủy quái. Ô, Lee Sin đã vào rồi. Ô, Lee Sin đã vào. Như vậy là không phải là hack disconnect đến từ cái lobby này. Tưởng đánh rank sắt mà ông hack disconnect nữa thì không biết phải nói như nào luôn. Sự trở lại đến từ Nidalee với những mảnh của đồng hồ Cazonia và đang có định cướp bùa xanh nhưng phóng lao xịt đã vãi nổi. Úi ôi. Phóng lao trách bùa xanh lại còn xịt nữa thì không thể cản phá vào. Không thể cản phá vào. Ôi, phóng lao sớm thế. Vẫn đủ đam nha. Ok nha. Dây đã cày rồi. Dây chuẩn bị sát ôn. Dây chuẩn bị sát ôn chỉ Nidalee cho mà xem này. Tớ hận cậu đang farm lính khu đường dưới để gánh thằng AD này và liệu rằng Chitana có ôn đi được hay không. Phân chia thiên hạ còn. Đẩy đối phương ra bắt đầu đặt lính cát ra xỉa. Solo tay đôi nhưng mất máu quá nhiều và đó là mạng dành cho Chitana. Chitana 2 đồ rưỡi. Tốc biến đến từ vị trí của Square được dùng và Nidalee đang móc cua thì lên bảng đếm số.
Blue thì Lee Sin đã lượm trước đó rồi, và rồng thì đã có một mạng hạ gục tiếp theo. 6 mạng dành cho con Aurelion Son, không hề lên trường trường sinh, không hề lên nước mắt này. Kettin lao lên, bách phát bách trúng, liệu rằng có đủ sát thương hay là không? Thế đã đủ sát thương, đó là mạng mà Idol đã mớm lại dành cho xạ thủ của mình. Sứ giả đứng trên thì chết chung với Nidalee, và mạng đã có dành cho cả hai team lúc này là 24-23. Một tốc độ game đấu là cao. Report hộ thằng AD óc chó nhé anh em ạ. AD óc chó kìa. Người ta đang 38, người ta đang chuẩn bị comeback, lại report thằng AD óc chó. Chết đứng trên, bất sứ giả liên quan méo với thằng AD. Chắc hiểu. Tự chọc gậy bánh xe xong rồi tự ngã xong rồi đổ thừa AD ạ. Rất là khó hiểu tên Nidalee, bản thân thì xanh mà không chịu gánh team, lại còn đi fit xong lại còn đổ thừa đồng đội ạ. Vãi thật. Đây là tình huống Manfa vẫn tốc biến đi cho nó chắc. Ủa, chắc cú thế, máu me như này mà lại sợ chết. Thật sự khoe thông thạo các thứ luôn ạ. Cầu sấm xịt đến từ vị trí của Jay và Son đã lên đứng trên rồi. Sứ giả đến từ vị trí của Son vẫn còn để ăn trụ, và liệu rằng có gọi luôn hay không. Chúng mày muốn ăn cái trụ này, bước qua xác Idol. Bước qua xác Idol đã. Nida lên phóng lao chúng và bóc được cái dây chuyền đến từ vị trí của Aurelion Son. Tớ hận cậu đang có một tiếng xỉa. Lee Sin dính lao sau một tiếng không thể cản phá và lên bản đếm số rồi. Tớ hận cậu đang di chuyển ra phía sau để gây sát thương nhưng mà lại không có chiêu cuối ạ. Tốc biến còn, tốc hành còn, liệu rằng có chạy đấy không? Tốc biến xỉa và xỉa Son chui thẳng vào trong trụ và chết luôn rồi. Mạng double kill Idol, tớ hận cậu. Muốn ăn cái trụ được trên, bước qua xác Idol, và đúng là thằng Jay nó vừa bước qua xác Idol thật. Xác Idol đang nằm ở đây và nó bước qua để nó ăn trụ ạ. Mày bố láo thật sự ạ. Kathleen đang bắn lính và sau đó thì Ari lao lên phi hồ hôn gió các kiểu đều chuẩn. Giải quyết việt đào và lôi phạt nhưng có lá chắn đến từ Ari để sống sót trong tình huống này. Và Kathleen có mạng shutdown. Ok chưa? Bắt đầu comeback đến từ xạ thủ của team 2 nhưng mà mua đồ cái gì đấy không? Cái gì đấy? What the fuck? Ông build cái gì đấy ông? Đúng là nuôi cái thằng AD này, đúng là phí cơm à. AD này tốn lính. Cái gì mà build AP cho Kathleen ạ? Vãi. Quy không có skill, nội tại không có skill. E à? Lên AP để mà bắn E cho nó đau à? Tư duy lên đồ, cái rank này nó cũng là thế giới Idol để có cho mình cái giày cuồng nộ cho Asia để nó tăng tốc độ đánh. Ít nhất là cái này còn có tí tác dụng. Ít nhất cái này còn có tí tác dụng, mà Kathleen đang có mạng và sau đó thì di chuyển ra để solo với Chitana. Hồi máu lại và Chitana nhảy thẳng vào trong trụ. Má đần ác. Kathleen comeback cực mạnh rồi anh em ơi. Mà đồ đạc mua như này là không hiệu quả nhá. 27 đều về mạng và team Idol chỉ còn thua tầm 3.000 tiền. Lượng tiền rất nhỏ, một lượng tiền quá nhỏ để chúng ta có thể kể tới ở cái rank đồng này. Rank trung bình lobby này như là sắt 1 anh em ạ. Idol thì đang bị kẹt ở sắt 3 mà chưa lên được sắt 2. Đây là tiếng di chuyển mà Nidalee bị làm choáng bởi chiêu cuối của Aurelion Son. Hôn gió lao các thứ bồi vào. Idol liệu rằng có làm một cú Surima shuffle hay không đây? Đẩy con Swain vào kẹt giữa bức tường và sau thì lên bảng đếm số, nhưng đó là tiền đề quá tốt để giao tranh thắng. Rất tiếc team lại không giao tranh, không thể cản phá con, không thể cản phá vào. Đó là mạng dành cho vị trí của Ari. Tiếp tục giao tranh và đó là 2-2. Nó sẽ là 3-2 cho team Idol, 4-2 khi mà một chỗ tập thể anh em ạ, 5-6 thằng chồng chất lên nhau ạ. Cắn cờ mờ mày à, đó là Nidalee đã trao lên như vậy rồi. Ok chưa, đổi Idol với cả Mafia lấy 4 thằng thế là ok rồi. Chitana đang ra để gỡ. Chitana đang tham gia với 3 trang bị rưỡi. Lúc này lưỡi hái vẫn chưa full số và đang có ý định đứng dình ở vị trí của Nidalee. Nhảy vào AD phân vân giữa Nidalee cùng với Ari và nhảy thẳng lên bắn Nidalee, nhưng Nidalee tốc biến chạy bách phát bách trúng trả lại, tốc biến lên hôn gió tầm gần. Ari quăng cầu đi cầu về, thanh băng chưa giữ chân lại nữa, và Chitana lên bảng điểm số quét sạch không chính thức dành cho team Idol. Tớ hận cậu quá là ok luôn. Tớ đã bảo rồi, 53.000 tiền rank này có lật một phát một bạn, 10.000 tiền còn lật như cơm bữa, huống chi 23.000 tiền chat ôn các kiểu lên làm gì đây? Thể hiện cái gì ở đây? Lanh Naso đã con ticket tin rồi. Trang bị tôi đánh giá là khá phê đến từ vị trí xạ thủ tại cơ mà. Không thực sự hiểu cái tên này nó có ý nghĩa quần que gì nữa. Lát hít xe trượt tùm lum tà la. Idol thì đang có định khởi động con giống nguyên tố một mình ở tại khu cánh giữa. Kettin đứng giữa thì đang hơi say mồi nha. Nãy giờ ăn nhiều mạng sát tao 300 ha. Đánh ngông ngông rồi chết đi à, báo đi à. Idol lại tiện tay ăn rồng rồi. Cái gì có đến tay anh em ạ. Manfai ra thấy Idol ăn rồng khổ quá, thế là quyết định ăn chung luôn. Nhưng mà Lee Sin đang ra, không có trừng phạt thế này thì Nida ở đâu rồi? Nida sẽ ăn bùa đỏ, rồng ra đi ăn bùa đỏ. Tôi hỏi rồng ra thì Kettin bấm B về với 500 tiền, chẳng biết mua cái gì, máu me thì còn đầy, về mua danh rau găm ạ. Thế là rồng rắn thì sao? Swain hóa quỷ lên bị xỉa liên tục với Idol, và Lee Sin lao vào đá Idol một cái và sau đó thì không thể cản phá được từ vị trí của Manfai. Cầu sấm bồi vào phân chia thiên hạ ăn mạng đối phương đến từ vị trí Idol, tớ hận cậu. Và sau đó Ari lướt lên liên tục double kill cho Idol, tớ hận cậu. Chitana đang bắn vào Ari nhưng sát thương là không bao nhiêu cả. Bên phía bên kia thì Ari nhầm, đó là Son đã ép vị trí của Nidalee rút lui hôn gió chuẩn xác cho pha phi hồ lên. Đức vào xỉa quy và triple kill cho Idol, tớ ấn cậu. Ok chưa?
888 phát phát phát. Và đó là một tiếng son đứng gồng quỳ, sát thương đến tiếng son là không đủ, bị hôn gió bóc quét sạch. Thằng Nida này báo quá anh em, nó còn cái quát ra của idol ạ. Dỗi vẽ lìn. Một pha quyết định côn rồng rất hay đến từ tớ hận cậu. Và quyết định côn vừa rồi đã giúp cho bên phía team idol vươn lên dẫn trước rất nhiều về mạng. Rồng nguyên tố cũng đã có cho tớ hận cậu luôn. Auri đang ping Baron Nasor còn sống nhưng mà vừa phải thôi. Người ta vừa ăn nguyên con rồng rồi còn ping Baron nữa. Sức người có hạn làm sao bắt con hoa riêng support thì ăn cả Baron cho ông được. Quá đáng thật sự. Ok chưa, lật chưa anh em, lật lật hẳn luôn đấy. Sắt đào không anh em ạ, đầu trận như thế thôi mà sắt đào không, tốc tiến thì xuyên e xịt. Trụ thì yếu máu, dính ngôn gió, dính cầu đi cầu về và dính cả băng trượng nữa. Ari combo khá là mượt và có mạng của đối phương. Trụ cũng đã có dành cho vị trí của Kathleen rồi. Idol thì đã có cho mình nước mắt phun số nhưng hoàn toàn không có định nâng cấp mà quyết định hướng tới một cái trượng Fire Rally ở đây. Nida thì vẫn đang cướp bóc và Lee Sin lúc này đã fit tới 20 và farm bằng một nửa Nida phía bên kia. Nhìn có vẻ là rất khổ sở. Nida phóng lao liệu rằng có trúng hay không, lại phóng lao trúng nhưng mà trúng con xe. Cầu sấm thì cũng xịt tới từ vị trí của Trần Hùng Nam 203. Đúng rồi, giờ tôi mới đọc ra cái tên của anh em thông cảm. Tên này đặt lú quá rồi. Trần Hùng Nam anh em ơi. Hoặc là Trấn Hưng Nấm gì đấy tôi không biết nhưng mà tên anh chàng này cũng có lẽ là tên thật ngoài đời của anh chàng đánh con dây đường trên Shadow chỉ Manfa, những cái kết là hơi đắng. R vào đến từ Manfa hay là không đấy ạ? R vào tầm gần và Nida chuyển dạng và két cái nhẹ luôn. Dây đã ít Shadow hơn sau những đường tầm xuống liên tục trong khoảng thời gian ngắn vừa qua. Mạng thứ 39 cho team Idol và hiện tại thì Idol đã tiếp tục đi đẩy lẻ. Đang là một tình huống đẩy lẻ ở khu vực đường trên đến từ tớ hận cậu với con Azir 20 số thu thập vạn ám. Gì đây? Thằng nào lại báo đấy nhờ? Cái thằng Kathleen đánh Nasor lại báo đấy à? Ăn cho lắm vào, cầm shut down không? Thế rồi xuống đường dưới bị Ochitana đã bắt lẻ. Ochitana lộ vị trí rồi mà Kathleen. Kathleen làm gì đây? Bắn lưới 90 rồi. Nếu biết cái đánh Nasor có tác dụng gì? Hôn gió chuẩn sát, Manfa lại không có R nhưng vẫn đủ sát thương từ Ari. Son lao ra chứ không đủ rồi. Phi hồ bỏ chạy từ Ari. Và tốc độ là quá cao đi. Manfa một chấm máu và Nida lại. Nida lại hóa tí hon rồi, máu me còn lại như thế này thì chạy được hay không? Lee Sin mất cái tốc tiến nhưng không bắt được và Nida đang cố rút lui và sóng ngâm lại xịt. Lee Sin dính lao và dính tất cả mọi thứ và lên bảng điểm số trước khi nằm xuống mất kích đá của Nida. Lee một phát bị cướp quá nhiều. Mạng sắt đao cho Son, phá quy liên tục chết cả vị trí của Ari, chết cả Manfa và Nida là người thứ ba trang đứt lên. Ôi đang đứt thì ngắt đứt thế kia. Nida chạy cái đường nào đây? Vẫn đủ đám, nhìn tí hon chưa? Nhìn tí hon nhưng mà lại rất hổ báo. Được. Được anh em ạ. Một cái đấu bị nguyền rủa. Đường dưới idol tớ hận cậu lao vào và đó là một tiếng cãi đến từ Kathleen. Đó là một cú Duriba Supple, Duriba Supple đến từ vị trí của tớ hận cậu và như thế nào đây? Đứng xỉa liên tục và đó là một tiếng lao vào đẩy đối phương về trụ của Chitana bị trụ bắn. Kathleen thì bắn trụ cuối kẽ thì tận nhảy hồi máu các kiểu vẫn chết đến từ Chitana. Báo thật cái thằng AD này nó lên đồ tàu lao ăn hết cả mạng của team xong lên đồ va vật. Không sao, idol sẽ gánh nha các bạn nhé, cứ yên tâm, chuẩn bị bọn anh đã cho đến nơi rồi. Dây lên khu vực đường trên tính bắt con Nida đi nhưng không được, con Nida về đến nhà thì vẫn đang ở dạng tí hon. Người thì đã to hơn một chút nhưng mà thanh máu thì vẫn đang ở trạng thái như là con minion. Tôi không biết là replay của rank game nó bị cái gì nữa, những game đấu rank đồng nó... Trung bình game đấu rank đồng nó có những thứ mà tôi không biết giải thích như thế nào. Mùa xanh đã được giữ lại đến từ Nida và không có định nhường cho AD ạ. Rồng rắn thì chưa có, lại hai thằng tranh nhau ra mắc cua. Và cua thuộc về cho Nida lại hòa báo rồi, bé tí hon rồi. Và lao lên đến từ vị trí của Ari với tình huống cầu đi cầu về hôn gió nhưng mà bị trượt vì đó là một tình huống mà không đi bộ lên được sau khi dính E của Swain. Vẫn còn hai lần phi hồ nữa. Và phi hồ lên đến nơi thì hôn gió lại chưa hồi kịp, băng trượng thì xịt đánh tay và cầu đi cầu về sau đó thì lại bị giữ chân lại và không kịp hôn gió rồi. Idol đang đến với một con Azir 21 số thu thập hắc ám. Chitana di chuyển lang thang và quét thấy idol hay không đây? Idol quyết định đứt e chạy rồi. Chitana có định nhảy lên và quy hơi trễ, tốc biến tốc hành chạy cho chắc. Ơi bị bết rồi bạn ơi. Chitana bắn quá đau và idol lên bả nhưng đó là một tiếng gỡ mạng tới từ Nidali. Bị chiêu cuối làm choáng Lee Sin sóng âm cái chấm hỏi gì đây? Sau đó thì đã áp cú sóng âm nộ long cước các kiểu về hướng của Zay. Zay có mạng sát đao nghìn tiền rồi. Ari của 091345 ấm đã quyết định rút lui nhưng mà rút lui không được, bị hút lại và lên bảng điểm số dành cho vị trí của Vinh Vũ 24. Kathleen cùng với lại vị trí của Manfi thì đang chia nhau con bùa đỏ và sau đó thì sẽ phòng ngự như thế nào khi mà đang là thế 2-4 đây. Rồng sắp ra ở 50 giây nữa và lúc đó sẽ là thời điểm mà idol trở lại nên các bạn cứ yên tâm là rồng sẽ không mất
trừ khi thằng Nita nó trừng phạt ngu. Đấy, Nita giờ xanh sao như này mấy mạng cũng phù thủy các kiểu rồi nhưng mà lại chết rất nhảm. Cứ cái gì đến tay idol thôi. Vừa rồi là một tiếng Sway đứt trúng đi phải và Kathleen nhanh Naso đang cố gắng phòng thủ trụ và Malphite có R nhưng không dùng và mất trụ đứng giữa luôn ạ. Nhưng mà không sao, vẫn kịp đánh rồng là ok. Chuẩn bị ra rồng thôi anh em. Cầu sấm cấu rỉa đến từ dây nhìn có vẻ là khá hay đấy. Quả cầu sấm lọt khe trúng lính là lan lính trúng người. Cái gì đây bị giữ chân lại bởi lính mà Son chưa về nhà giải phóng 2.000 tiền được. Rồng thì đang có trên bản đồ và đã có những dấu ping rồng đến từ cả hai team rồi. Và để xem là bên nào sẽ đi ra. Rồng ra Nida lại lên top ăn con bùa đỏ. Một tình huống đi rừng rất châm hỏi đến từ Nidalee. Ăn cho lắm rồi cũng báo thôi, đúng là con báo mà. Đối phương đang đứng rừng ở sẵn rồng rồi. Bây giờ rừng ở đây thì rồng rắn kiểu gì đây? Đổi được Baron không ấy nhở? Mỗi cú đúp con Nidalee này nó lại to hơn một chút thì phải anh em ạ. Đối phương đang ăn rồng với tốc độ là khá nhanh rồi đấy. Team Idol bắt đầu lò dò đi ra và Nidalee đi trước phóng lao nhưng mà chết bụi không thấy ai cả. Rồng còn 3.000 máu vẫn ra kịp anh em ơi. Nida. Trừng phạt đâu, không có trừng phạt, dính độ lông cước rồi. Sugen bật chiêu cuối tốc biến lên tấn công Nida nhưng mà không đủ sát thương và dò lên bảng. Cầu sấm 3 người đi chăng nữa cũng vậy mà thôi. Phân chia thời đại ngắt quy đến từ vị trí của Auron. Son dính hôn gió và Son bắt buộc vào đồng hồ. Kathleen bị tốc biến lên vào đến từ dây và lên bảng đến số Son tốc biến chạy được sau đồng hồ. Còn Nida và cả Idol lẫn cả Ahri không biết làm gì ở đây cả. Chitara bỏ lane để có thể đi farm và Malphite đang phải là người về phòng ngự. Trong khi đó thì là một tiếng sóng âm chết bụi từ vị trí của Lee Sin. Son lao lên dính lao, cầu sấm bồi vào không đủ sát thương và sau đó thì Son lên bảng điểm số rồi. Trần Hùng Nam đang gặp nguy hiểm khi mà không ai cover cả và team Idol lại không có tầm nhìn, nó hơi đen. Nida đang có ý định cướp rừng và Lee Sin đang có ý định quay ngược trở lại tình huống giao tranh này để kêu gọi một tiếng tấn công Nidalee nhưng mà nó là tiếng chia tay cơn bờ ở đây. Nida có định lao sang cướp bùa đỏ nhưng làm gì có bùa đỏ đây mà cướp lại. Ôi vẫn có à, vẫn có bùa đỏ nhưng sao lại phóng lao xịt nhỉ. Dây đứng dưới đang có định tấn công Idol. Á, thằng này bố láo. Ahri cứu tao Ahri. Đúng rồi, phải là như thế. Trong khi đó thì Lee Sin lại chết ở trong khu vực rừng bùa đỏ nhà mình. Kịch bản nó đi ra vu thế nhở. Kịch bản này hơi đề ra vu một chút khi mà Lee Sin lại chết ở đây. Mặc dù đã là tiếng Nida lao lên một cách rất là trời đất hỡi rồi nhưng mà lại dính lao và sau đó thì Nida tốc biến vào cắn cái bùm và chết luôn. Đứng dưới Idol lại mang lại thêm một mạng nữa dành cho Ahri. Nida đã có cho mình con bùa đỏ của đối phương lần thứ N nhưng mà Chitana đang về đi qua khá nhiều tầm nhìn, coi chừng dính lao là chết luôn. Tao cắn mày luôn, tao sợ thì Chitana đẩy chung cuối ra, lại nhảy vào, dồn sát thương và phóng lao xịt nhưng vẫn có solo kill cho Nidalee, lúc này nó hóa to lên lại rồi. Lúc này Nidalee đã trở lại lượng máu đầy đủ hơn, lại phóng lao chúng nó lại chuyển dạng vào cắn tiếp Swain tung chung cuối. Nida có đồng hồ và Swain lên bảo đếm số, cặp mid dừng bên phía team Idol bắt đầu phát huy tác dụng. Bắt đầu là một tiếng carry cho Nidalee, một lũ ngu, thằng Son này kháng thì không lên. Một lũ ngu kháng thì không lên. Auron Son đang chỉ các idol đánh đồng lên trang bị và Malphite đứng solo Baron không phải. Có Nidalee ra. Quả côn Baron này Icon đấy nhở. Và hình như Son không biết anh em ạ. Trừng phạt đến từ Nidalee vẫn còn khoảng chừng 15 giây nữa mới hồi và tình huống ăn lén Baron này có vẻ là thành công. Lee Sin thì có định ra cướp bùa xanh của đồng đội nhưng mà không được và đang có những dấu ping từ Lee Sin ra rồi. Hoa soi sáng, ui dồi, ăn Baron thế này là lộ hết rồi. Chiêu cuối hất tung làm choáng hai người, Son lao vào gồng quỳ. Baron thuộc về cho vị trí của Nidalee và sau đó Idol đi ra xỉa liên tục lao phóng trúng, xỉa phân chia thiên hạ. Bị đá độ lông cước nhưng vẫn tiếp tục xỉa được tiếp. Mạng dành cho Nidalee lại KS rồi, backstab bay trúng từ xa, không KS được mạng. Nidalee có cho mình cú double kill. Và Idol đã ra cùng với đồng đội có Baron cùng với có mạng. Kathleen bắn lưới 90 không qua tường. Và sau đó là một tiếng Ahri có thể phi hồ lên tấn công vị trí của Dubr. Dính cái hồn gió hay không đấy, không dính hồn gió, dính băng trượng. Né lao và sau đó thì lách tới lách lui, dính backflip đánh trúng từ xa hay không đấy, không cần backflip đánh trúng vẫn chết. Idol dính cầu sấm mất máu hơi nhiều vẫn có thể lướt về được. Ahri tiếp tục lao lên tìm kiếm vị trí của Chitana. Nhưng mà không có hồn gió, bây giờ mới có hồn gió, quay ngược trở lại hồn gió phát nữa bạn ơi. Lao lên từ Ahri, hồn gió xịt lao chúng đến từ Nida và sau đó chuyển dạng vào cắn luôn Chitana, cố gắng dẫm nhảy để rút lui nhưng mất cho mình đó là chì gai man mò tiết bắn vẫn được đến Chitana với kiếm răng cưa vừa rồi, backpack đánh chúng từ xa và đó là một cái backpack chúng ăn mạng đến từ Kathleen. Liên tục là lợi thế cho team Idol sau Baron và đó là 4 mạng hạ gục rồi. Dây đi đâu rồi? Dây lúc này đã quá yếu rồi, không trụ được 2 giây, phế vật không tanh được cái cờ lên tanh thì không lên, ngu đòi full dam. Son đang rất cay cú với con Lee Sin này, cắm mắt hộ thể và sau đó thì sóng âm bạn ơi, sóng âm xịt rồi, bị Kathleen bắn quá đau và Son cứu các bạn ơi, tốc biến chạy từ Lee Sin rồi, chiêu cuối từ Son trượt, Kathleen bắn quy cũng trượt và sau đó là một tiếng Kathleen tiếp tục lao lên tìm kiếm Lee Sin, cắm mắt ra và Ahri đã tốc biến chạy rồi bắn lưới 90, quăng giúp luôn Malphite đến với không thể cản phá, cứu AD thành công đến từ Malphite, Kathleen vẫn có thể hồi máu đi bộ về được và sau đó Malphite đứng lại đấm luôn, hôn gió trượt đến từ vị trí của Ahri.
Suguen đang cố gắng tấn công nhưng mà pha này có vẻ là khá cứng rồi. Đánh nhau 500 hiệp và GG đến từ vị trí của Nidali, đội xanh bỏ phiếu đầu hàng thất bại. Chitana đang gánh cái game này, gánh hoàn toàn là vằn. Son cũng tương tự là như vậy, gánh ba thành viên còn lại, gánh vãi đái không gánh nổi, vẫn méo chịu lên kháng phép. Có tiền đâu mà lên. Thích lên full dam. Có tiền đâu mà lên, nghèo như thế này thì đâu ra tiền mà lên kháng phép. Dam này còn dam chữ đờ đấy. Chitana tốc đến lên bắn nhưng mà Ari vẫn còn một lần phi hồ. Và đó là chiếc cuối dẫn điểm cho Chitana. Lần này Chitana không chiếc cuối nhầm mục tiêu nữa khi mà không có mục tiêu kế bên. 42, 22, Gnu và CL, VCKL, ngoặc kép đơn các kiểu đến từ vị trí của Son. Lúc này chat ôn, lúc này nó đã không thể giữ được sự bình tĩnh nữa rồi. Không thể cản phá vào đến từ Mafia và Idol đứng xỉa. Chitana bắn Idol, Chitana có cho mình kháng phép nhưng Chitana bị đẩy ra. Và Chitana vẫn có mạng và Idol trước khi lên bảng. Bỏ mẹ sao thương nhiều thế. AD xanh mà đánh như 3 chấm đến từ vị trí của Aurelion Son nữa. Chat ôn ít thôi, chat ít thôi, gõ phím ít thôi, tập trung vào carry, cứ chết lẻ. Chúa cảm giảm. Idol đã chưa nói câu nào được thôi, mày cứ nồi mày nói nhiều. Son đứng gồng quy và dính ngay một quy đến từ vị trí của Nidali, mất luôn vương miện suy vong rồi. Đã đánh game bằng mồm à. Idol bữa giờ là anh em không biết là anh em có nói gì về Idol không, mà Idol rất ít chat ôn rồi nhá. Idol giờ này rén lắm rồi. Anh em xem sao chứ để Idol chat ôn thỏa thích đi chứ giờ anh em cứ chat ôn chat ủng sồn lên Idol không dám chat ôn thì nó mất vui anh em ạ. Kathleen mất tốc biến, sau đó thì mất máu là khá nhiều. Vẫn chưa đủ sát thương tên Lee Sin và chiêu cuối đến Son nó đi ra một khoảng cực kỳ xa. Và sau đó là một tiếng Kathleen đánh hạt thông nổi. Nhìn đần đần và xử lý ác phết anh em ạ. Bắn lưới 90 chạy đi, bắn lưới 90 chạy luôn. Sự quên tung nghe của mình Son lao lên với tiếng nước quy nhưng mà Kathleen vẫn tề được. Kathleen vẫn sống và sau đó là một tiếng không thể cản phá vào dây phía sau bị bỏ rơi và xoay lên bảng đếm số rồi. Kathleen vẫn đang sống và Lee Sin sống gấp như nào đây bạn ơi. Lee Sin lao vào với tiếng dồn sát thương sóng gấp xin đến từ Lee Sin vẫn có mạng. Suquen đạp chạp và sau đó thì là một tiếng phóng lao đến từ Nidali trượt. Idol bắt đầu kẹp vào bánh mì kẹp thịt. Và đó là một cú e 3 người đến từ Suquen nhưng vẫn phải lên bảng đếm số đến từ vị trí của Aurelion Son cùng với cả Lee Sin nữa. Idol đến xỉa liên tục vào vị trí của Suquen và Suquen lên bảng đếm số đắp mục tiêu cho Nidali. Idol tốc hành lên, phân chia thiên hạ còn đến từ Idol, phân chia thiên hạ đẩy AD đối phương ra cứu Nidali nhưng mà Nidali vẫn chết. Chitana vẫn nhảy lên vị hướng của Nidali tung chiêu cuối và sau đó là một tiếng tấn công tiếp tục càn lên. Đứt xỉa quy và đánh luôn. Chitana bắn có vẻ là khá đau Manfa đến. Ông chip một kill cho Chitana. Quát ra kill lại là có hay không đấy, bắn Manfa có vẻ là hơi oằn nữa. Bắn thì bắn mạnh mày bắn. Đánh đầu. 5 đổi 5. Quát ra kill dành cho vị trí của Chitana và quét sạch cho cả hai team. Bây giờ tôi không biết xem cái gì nữa. Xem cái gì bây giờ anh em? Hả? Xem gì rồi? Chuyến, gọi là game rất chuyến anh em ạ. 35 phút hơn 100 kill ok chưa? Rank đồng chưa? Nó là chuẩn tốc độ rank đồng Việt Nam anh em. Nó là chuẩn rank sắt luôn đấy. Cái gì thế này, không biết là build cái này là ai học ai luôn. Thằng nào mà chỉ thằng Kathleen lên đồ như này là xứng đáng bị thúng chim đấy nhá. Văn Tùng chả bao giờ mang lại một cái giao án như thế này cả. Cái giao án mà Văn Tùng mang lại cho các bạn nó vẫn rất là chuẩn chỉ. Ai đời lại build như thế này bao giờ đấy, đam đâu ra đấy. Chitana rồi nó bán cả giày ra lên cả 6 đồ chí mạng rồi đấy này, 5 đồ chí mạng rồi đấy này. Rồng này đang được khởi động đến từ phía team 1. Kathleen vẫn né được chiêu cuối đối phương. Lúc này thì rồng đang bị ăn quá nhanh khi con Son đã 15 rồi. Son nó 4 đồ rưỡi ăn rồng quá nhanh và Ari lao ra để nó cướp được hay không. Không cướp được, Lee Sin là người giữ lại con rồng với một tiếng trừng phạt. Và sau đó dính hôn gió rồi. Bách phát bách trúng và cầu đi cầu về các kiểu đến từ Ari băng trượng giữ chân đối phương lại. Idol đã đi ra rồi. Ăn nhanh rồi về, không về được là chết đấy. Hôn gió đến từ vị trí Ari vẫn trúng và Idol bắt đầu lao vào xỉa rất đau và Suquen tung chiêu cuối nhưng mất máu quá nhiều và Idol có mạng thứ 9 ở đây. Ok chưa? Tiền tranh không phải là quá nhiều nhưng mà team Idol vẫn đang dẫn trước. Mặc dù vừa mất đến con rồng nhưng mà chưa phải linh hồn rồng cho đối phương. Nida thì lúc này đã mạng thứ 25 rồi. Full đồ từ rất lâu rồi. Rất nhiều các thành viên hai team full đồ và dây, thậm chí nước mắt cũng không lên thần kiếm Muramana. Này đây Idol à? Một tiếng chít bắn cực đau và anh em bánh bao đã phải tốc biến chạy. Lee Sin tốc biến lên đá nộ lông cước hay như nào đấy. Sóng âm xin đến từ Lee Sin rồi. Rồi dính hôn gió, dính cầu đi cầu về là cút đấy. Nộ lông cước hai người từ Lee Sin. Lá chắn bật lên và Nidali cùng với Ari đổi mạng thành công một người. Chít tiếp tục nhảy lên bắn Nida chuyển dạng chạy và Son đang lên rồi. Son đang lên với cú đúp chưa hồi kịp và Chitana vẫn đang bắn nhưng mà sát thương nó chưa đủ. Idol cùng với Manfa đang bảo trụ đường dưới đi đẩy lẻ rồi anh em ơi. Tầm này lại phải đẩy lẻ đánh cánh team thì thôi chứ còn trông chờ gì vào cái team mà con Nidali xanh nhưng mà
đánh láo rồi, không có Catlin build đồ như này nữa. Phải tự lực cánh sinh thôi anh em ạ. Cắn cờ cờ. Một pha rất ngài mau gần đến từ vị trí của tớ hận cậu. Trong khi đó đánh nhau diễn ra ở khu vực cánh giữa bản đồ thì đó là một tình huống giao tranh mà Manfi mất máu quá nhiều, đã phải lên bảng cheat full đồ, 6 đồ đã bắn Manfi thở oxy. Lao vừa rồi đã ép được một tình huống ban Mortius đến từ Chitana. Lại là một tiếng chết lẻ đến từ các thành viên bên phía team 2 và đó là một tiếng chết đến từ Manfi. Lao một phát là nửa cây anh em ạ, vãi nồi chưa 700 AP nó phóng phát nào ra phát đấy luôn. Cứ chúng là mất máu và đó là thiếu nhảy khẩu cắn quỳ phát nghìn đam, vãi nổi đam nổi thế. Một quỳ dạng báo nghìn đam anh em ạ. 27 mã cho Nidalee rồi. Một trận đấu khá là xanh xao dành cho Nidalee với 27 kill full đồ. Đối phương thì như con Son đã chia sẻ không lên kháng phép. Mỗi Chitana với cả Swain đang có tí kháng phép, Lee Sin bắt đầu lên kháng phép rồi. Bị Son chửi nhiều chắc là cũng khó chịu. Người ta cũng có lòng tự ái của mình chứ. Đâu phải là game nào cũng đánh hai mãi được. Với việc lên kháng phép như này, Lee Sin đã bắt đầu có chút chống chịu tuyến đầu nhưng mà thực ra là hơi ít trước lượng sát thương phép đến từ đội bên phía team 2 là gần như tất cả các vị trí kể cả Catlin. Một đội hình đã có tới 4 vị tướng gây sát thương vật lý à nhầm sát thương phép nhưng mà vẫn lên sát thương phép đến từ Catlin. Idol đã có cho mình quyền trượng rồi anh em ơi. Idol đã có cho mình quyền trượng đại thiên sứ và quyết định của Idol ván này là up luôn cho mình quyền trượng đại thiên sứ chứ không phải để nước mắt 360 số. Vì thằng Jay copy giao án và không muốn bị đụng hàng nên là Idol đã quyết định nâng cấp cho mình quyền trượng đại thiên sứ luôn. 26 số thu thập bạc ám ha. Ngon cơm luôn anh em ạ. Baron thì chắc chắn là miễn phí rồi. Nó miễn phí như là Elo của Idol vậy. Đến mà lấy thôi. Cầm cái Baron put end thôi hả? Game đấu kéo hơi dài rồi đấy. Bên phía team Idol đang có một lợi thế rất là lớn để kết thúc ván đấu. Trụ đứng trên lúc này thì chưa có lính nhưng mà nó cũng không còn nhiều máu nữa. Manfi vào tanh vài hit đi bạn. Vào tanh ngăn cha đi cho rồi. Châu như này mà lại rén nữa. Dày đầu trận thì cũng chat ôn rất nhiều nhưng bây giờ thì đấy các bạn thấy rồi đấy. Gáy sớm ăn gì. Chat ôn cho lắm mà bây giờ cầm con dây 7-8 đồ đạc như này ném con Manfi chắc là gãy súng không chết. Good. Thế thôi. Thế thôi là thế như nào? Thế thôi là thế như nào? Thế nào phải nói chứ? Cút thế thôi là sao? Chứ gì đã cúc rồi. Chitana 22 mạng gánh không nổi. Son full đồ 500 bụi chưa? 300 bụi gánh không nổi. Một dấu hiệu buông xuôi đến từ bên phía của team 1. Rồi, dính lao lên nhảy lên. Chitana bị Idol xỉa, bách phát đánh trúng từ xa, phân chia thiên hạ đẩy đối phương về cái ngọn lao vừa rồi. Nó lại gọi là thế giới anh em ạ. Pha chấm hỏi đến từ Nidalee và bên phía team 1 đúng là đã buông xuôi rồi. Zay bắt đầu đứng chôn ở đây rồi. AFK đứng chôn và đó là một tiếng Zay mất giáp thiên thần cũng như là cút luôn. Một tinh thần thi đấu rất rệu rã đến từ phía của team 1 và đó là mạng dành cho vị trí của Nidalee. Idol về nhà mua thêm trang bị sau đó thì trở lại và kết thúc ván đấu với 27 số thu thập bạc ám ha. Nidalee chát ôn gà rồi, đội xanh bỏ phiếu đầu hàng cũng thất bại vì không ai đồng ý cả. Chủ game cũng đã đứng bấm bê về ở đây rồi. Lee Sin lúc này thì nhìn vô cùng yếu ớt với 3-15 KDA fit tới mạng thứ 15 như chạy KPA chiêu cuối đến từ Son hất tung được một người duy nhất đó là vị trí của Manfi mà gây đam lan ra cũng là khá khá. Chỉ là Ahri lao lên hôn gió trúng bóc được dây chuyền chữ thầm và nhầm dây chuyền mương vương bị xí vong và sau đó thì không thể cản phá và chết hai. Idol đang đi đẩy lẻ thì đồng đội giao tranh ở trong nhà chính đối phương để kết thúc ván đấu và đó là một tiếng Swain hóa quỷ lao lên nhưng không có đồng hồ. Bị đấm liên tục và Manfi tanh một hồi thì chết luôn ở đây rồi tốc biến ra vị trụ bắn. Ui Unida hồi máu nhiều thế. Manfi không chết và Idol đang đi móc cua rồi. Tầm này đi móc cua đập đá thôi chứ còn đánh nhau cái gì nữa. Chitana lao lên 1v4 và có mạng của đối phương nhưng sau đó vẫn phải trả mạng và đây sẽ là chiến thắng cho team Idol ha. Một chiến thắng mang đậm dấu ấn đến từ Idol tớ hận cậu với con bài Azir hỗ trợ 27 số thu thập ám như thế này. Đau vãi từ vị trí của Ahri. Bên kia tinh thần thi đấu đã là quá yếu rồi. Một cái kết tương đối dễ hiểu khi mà bên phía bên team 1 gáy sớm trước team Idol. Ok và cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi giao án bình loạn ranh đồng cùng với Idol tớ hận cậu. Một game đấu cũng khá là vui và sôi động đến từ cả hai team với 42 phút và gần 120 kill. Thời điểm hiện tại thì Văn Tùng vẫn sẽ duy trì 2 số một tuần, xin nhắc lại là 2 số một tuần vào sáng thứ năm và sáng chủ nhật. Trừ những ngày mà có phân tích T1 được đẩy lên sớm, ví dụ sáng hôm nay là sáng chủ nhật thì phải đẩy một clip T1 lên.
Thế nên là random sẽ được chuyển xuống buổi chiều, nhưng em cứ yên tâm là kiểu gì chủ nhật cũng sẽ có random, không buổi sáng thì buổi chiều, và thứ năm cũng tự là như vậy anh em nhá. Hy vọng là anh em vẫn sẽ theo dõi ủng hộ và để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ channel YouTube của Văn Tùng cũng như ủng hộ cho idol Tớ Hận Cậu. Hy vọng là sắp tới idol cũng sẽ có nhiều giáo án hơn để anh em chúng ta có thể có những phút giây giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Hẹn gặp lại anh em vào những giáo án khác của idol Tớ Hận Cậu nha. Bye bye.